nha. Lời chào trân trọng nhất, trân trọng và yêu thương nhất. Ok. Đây. Hai mọi người, hôm nay Alet muốn làm cái live video và chia sẻ cho mọi người cái cách mà những cái sản phẩm mà các bạn mua về và những cái thắc mắc tại sao các bạn làm nó hay bị, hay là những cái technique như thế nào, thì anh sẽ cũng như là nail shop sẽ giúp cho các bạn làm một cái nail hay là một cái gì đó nó sẽ hoàn thiện hơn và nó sẽ tốt hơn. Thì sẽ là start giới thiệu cho mọi người. Thứ nhất là anh sẽ làm cho các bạn xem là cái unicorn. Cái thứ hai nữa là cách chỉnh xếp, sửa. Và cái thứ ba đó là cái marble. Cái marble là những cái như thế này, cái thanh như thế này. Cái này thì anh lại sẽ gắn những cái đá lên đó. Và cái này sẽ anh sẽ làm bằng cái gì không, kiểu cái kia. Và những cái phần cắt bột đó, tùy theo các bạn thích attach vô. Rồi cái thằng này anh sẽ đắp xong và anh sẽ bỏ cái unicorn lên đây. Và anh sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để cho cái comb nail nó last longer và nó không bị chip off. Trong quá trình mà chờ đợi, các bạn vui lòng bấm nút share cho nail shop nha. Đó là sẽ hướng dẫn mọi người cách mà để link cái đồ dũa này, cách làm sao để cho nó dũa bột nó last longer mà nó không bị chip up nha. Thì bây giờ anh sẽ có thì mọi người á, mà trước khi các bạn làm, các bạn sẽ dùng một cái đồ dũa. Anh là xí, tại là máy anh cũng hết pin rồi, đợi anh lại một xí nhé. Mình sẽ bỏ cái máy Alex lên để Alex đọc những cái comment, và các bạn có những cái thắc mắc gì các bạn cứ nói cho Alex biết, là Alex sẽ giúp cho mọi người trả lời những cái câu hỏi hay trả lời những cái thắc mắc. Ok, trước tiên Alex sẽ sắp xếp những cái hũ bột vô này. Đây là màu Sparkle, đây là màu Gold. Các bạn có thể mua những cái màu trên nail shop cũng có luôn, và các màu các bạn có thể cũng vô những cái website của nail shop có luôn đó. Và đây là cái hột tròn này, cái hột đá, đính đá. Mình sẽ đổ cho các bạn coi xem thử nha, nó rất là sáng đó. Các bạn có thể attach lên coi cái móng, hay là các bạn có thể bỏ ở dưới đó. Và đây là tequila đó, rượu đó. Rượu ngon, ngon ngon. Ở đây là bột bột này, bột cái màu ray. Rồi thứ hai nữa là màu dip qua lệch. Cái màu này nếu còn mua màu dip cũng có trong nhà chấp luôn. Và thứ ba là để sử dụng lồng clear này. Clear này. Cái là đắp xong là sẽ attach cho nó vô trong cái khớp. Để làm gì cho nó giữ lâu hơn, bạn lại sẽ sử dụng một cái dao này trước khi là cắt bột. Trước khi các bạn muốn làm tất cả những cái design, các bạn phải đầu tư vào những cái cái sản phẩm của mình, thì khi các bạn làm nó sẽ tốt hơn. Anh ơi đính đá vẫn bị rung hạt, anh ơi em đính đá vẫn bị rung hạt. Ok, nếu mà em đính đá bị rung hạt á, thì chặt nó lại sẽ hướng dẫn cho mọi người cách mà đính đá mà không bị rung hạt. Đó. Thì qua cái đính đá rung hạt á, thì ở đây sẽ có cái này của nail shop luôn, nó sẽ có cái này gọi là cái liquid gel. Cái gum mì chỉ nó giống như từ giống như là glue vậy á, mà thay vì các bạn còn thấy không, mà thay vì các bạn dán bằng cái keo mà để khô lên, nhưng mà cái này các bạn có thể mua chuyển được luôn đó. Thì anh lại sẽ hướng dẫn cho mọi người cách mà để gắn những hột đá này chắc chắn. Thì tập anh lại sẽ làm, tại vì lại không bỏ đây được tại vì bụi. Rồi cái này là cái mask, tập anh lại sẽ hướng dẫn mọi người làm thế nào để nó mask và last longer. Thay vì có nhiều cái bạn làm silat á, các bạn hay bị những thắc mắc, thì anh sẽ chia sẻ cho mọi người xem thử nha. Đó. Trước khi làm anh sẽ đóng những cái thằng này lại để làm gì, anh sẽ dũa cái móng của anh coi làm thế nào để cho nó chắc này. Và đây là những cái design nữa, cái design này sẽ làm nhiều đồ chơi lắm, nhưng mà các bạn nhớ nha, phải họa tiết sao cái bộ nail nó trùng nó phù hợp nha. Đó.
Hi Vincent, hi Cindy, hi Lucy. Okay, action. Where's my trio? Bây giờ nó nghĩa là Alex đã vũ hết rồi thì còn cái ngón này nữa thôi. Alex sẽ vũ sơ sơ quá xí thôi. Right. Trước khi mà Alex vô, Alex sẽ vũ cái bàn nhám này để làm gì cho nó sạch cái cuticle. Mình sẽ đẩy cho cuticle cho nó sạch. Các bạn nhớ nha, phải vũ một cái đường line hết cho Alex nha, thì cái bột nó mới last longer được. Đó, vũ sát cho Alex. Hai Bùi Công, hai Lucy. Tao lại biết giờ này cũng khuya rồi, cũng nhiều người cũng ngủ rồi. Hôm nay lại hơi làm về trễ, tại vì khách bị ứ buổi chiều nên hơi làm về trễ. Xong rồi đúng không? Bây giờ lại sẽ lo action này, lại sẽ đắp này. Đồ chơi mới. Trước khi lạp, lại cũng bỏ một chiếc leader làm gì? Lại sẽ làm cái này, lại sẽ làm đính cái họa tiết design. Nói chung là đủ đồ chơi luôn. Bây giờ là sẽ dùng cọ số 16 để ăn lại đắp cọ nha. Sẽ đổ miếng liquid vào. Trước khi lại đắp, ai sẽ bỏ một xí farmer vào để làm gì? Để cho cái móng nó last longer. Em muốn mua cái hũ gas đính đá ở cái hũ gas đính đá, cái vô mua trong nail shop nha các bạn. Với dầu các bạn bấm vào cái phần supply nail á, các bạn có mua trong đó nha, có trong đó luôn. Ok, trước tiên là anh sẽ cắt bộ cho anh coi nha. Design là gì? Có nghĩa là các bạn phải làm những cái màu lạ trước. Nói chập ra là sướng những mọi người làm cái marble này, các bạn phải lấy bột sao cho nó tròn này, nó đều nha, lệch này, thấy không? Các bạn bỏ lên này, lấy cái bột sẽ nằm yên này, để nhẹ nhàng lên da thôi, cuticle nhẹ nhàng cho lệch để vừa tới da thôi. Các bạn làm một bên thôi nha, còn bên kia lệch cố tình để làm gì, để chặt nó lệch cắt bên kia. Các bạn vui lòng bấm nút share video nhé, để làm gì, để cho mọi người kia vô xem cùng lúc luôn nha. Còn búa xuống này, còn thấy không, Alex lắp bên này lạt hơn để làm gì, Alex cố tình. Nhưng mà khi các bạn cắt cái này, các bạn nhớ cho Alex á là phải làm cho nó dài một xí nha, các bạn thấy không, Alex ấp một vài cục bột nó đã đều rồi đó. Anh xài liquid hả? Anh xài liquid hiểu gì, Alex cũng nhớ hiểu gì, xin đi nha, thấy đồ chơi thích rồi Alex. Thank you anh trai. Ok, bây giờ Alex sẽ chỉ mọi người cắt này. Các bạn sẽ lấy cái dao này, các bạn cái dao này cũng nó neo chập, cũng có bán luôn rồi phải. Tôi sẽ cắt từ đây. Có đây các bạn bỏ một con tay dưới cha liệt này, các bạn thấy không? Đó, bỏ con tay dưới cha liệt, đó, lấy nó ra. Các bạn thấy không? Phải làm sao cho nó gọn nha. Thấy không? Rồi, xong. Các bạn sẽ lấy một tờ giấy này, anh chỉ cho này. Ví dụ như đôi khi các bạn sợ này đúng không? Lấy nó lau đi cha liệt thì nó rất là sạch. Rất là sạch. Đó, xong. Cục sạc của Dương hình như nó chưa có sạc. Vô chưa? Rồi, đó là xí nha, điện thoại hết pin. Rồi, vô chưa? Rồi, còn thấy không? Rồi bây giờ là xíu hướng dẫn cho mọi người cách apply clear này. Các bạn nhớ sao apply cho nó mỏng nha lệch nha. Mỏng thôi. Đó, các bạn để cho nó ở chế độ lỏng nha lệch. Đúng cái măng ngang này này. Để lên thấy còn thấy không, lấy đầu cỏ để lên cho là liệt đó, kéo xuống từ từ thôi, còn thấy không, nó rất là đẹp. Nhớ cho liệt làm gì cũng vậy, mình phải nhẹ nhàng đó, mình nhẹ nhàng để mình chăm sóc cái design của mình ra nó sẽ hoàn hảo hơn. Và sau đó là sẽ bỏ những cái thằng đá để làm gì, nhìn cho nó
Liquid Rainbow. Rainbow có nghĩa là giống như bảy sắc cầu vồng á. Nó đổ dây cho lẹp. Đó, còn thấy không? Bỏ vô đây và bỏ xí clear cho lẹp nè. Còn thấy không? Đó, nó đã gọn đúng không? Thì bây giờ lại xước nhìn mọi người này, có nghĩa là quan đi, các bạn thấy nó mỏng không? Nó bây giờ lại sẽ bỏ một xí clear vô. Đó, clear, 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 bỏ cho thành lỗ off white rồi. Ta lại hướng dẫn cho mọi người cách apply clear này. Các bạn nhìn này, để ngang nha lệch này. Thấy không, kéo xuống nha lệch, đung lên. Tự động nằm trong hết, các bạn thấy không? Này, tự động nằm trong hết luôn. Đó. Các bạn cứ thử đi, các bạn cứ thử mỗi ngày cho lệch đó. Cứ thử cho lệch đó. Lệch hy vọng sẽ giúp cho mọi người làm tốt hơn nữa. Đó. Thì cái nghề này vậy, nói chung các bạn làm gì các bạn phải đầu tư đủ đồ nghề thì mình mới làm được những cái nail art design nó đi đâu vào đó, còn nếu mình không đủ đồ nghề mình cũng rất là khó làm đó. Thank you anh xài đi with ok thank you thanh lê. Ok, cái ngón này là sẽ hướng dẫn mọi người á làm cái unicorn nha, cái unicorn bằng này. Bây giờ là sẽ hướng dẫn mọi người cách apply một cục bột này. So right now I show you how to apply one ball powder. Các bạn thấy không, cái bột nó nằm yên này, là sẽ đẩy nhẹ vô cuticle thôi. Các bạn nhớ nha, bột mà nó chảy còn chuối xuống nha lệch này. Trong quá trình bột chảy á, đừng có vuốt. Các bạn mà vuốt là thôi rồi là mơi á. Đó, chảy. Đó, đừng có vuốt cho lệch nha. Tại có nhiều cái màu nó nhiều cái similar, có nhiều cái màu nó nhiều quá. Nó mix, ví dụ như người ta bỏ nhiều quá thì nó rất là khó ra được cái màu đó, nên nó hơi khó đắp một xí. Nhưng mà các bạn cố gắng sao các bạn control, các bạn cố gắng control sao mà cho nó vô được là được. Vô xuống nhà lệ theo đó, xuống từ thôi. Và các bạn nhớ cho lệ ta làm unicorn đó, các bạn làm cho cái móng hơi bè xí nha. Để làm gì biết sao không? Để chặt nữa lệ làm unicorn nó cho nó có cái độ 3D lên. Còn thấy không, cái bột nãy giờ mà nó chưa khô luôn. Đó, giờ nó khô rồi này. Đó, thấy không? Rất là yên đúng không? Với nhau ấy, thank you Lily Phạm. Thì ví dụ như có nhiều cái bột mà các bạn đắp không được, nó bị chảy á, các bạn cứ có thể mua thêm clear. Thì như trong nhau chắc cũng có bán clear luôn á. Rồi các bạn mua, các bạn mix vô. Này, ví dụ như trước đây mà các bạn trục trặc, các bạn bỏ hai ngón tay này, các bạn bút một cái này, thấy không? Nó ra nhỏ nữa, thấy không? Mình không cần phải làm nữa. Đó. Nhớ cha lệt. Cứ thực tập mỗi ngày cha lệt. Đó. Còn các bạn nào mà ở Houston đó, các bạn muốn nữa thì anh lại có một cái lớp ở bên Dallas đó. Anh lại sẽ mở vào tháng 11 ngày mấy? 27, 28 á, thì các bạn có thể đăng ký cái lớp bên đó. Còn cái lớp San Jose thì anh lại full rồi, anh lại không có nhận nữa. Bên Dallas nha. Tháng 11 ngày 17, 18 gì đó. Có gì? 27, 28. Ok, cái plus của Alex dùng số 2 nha. Ok, bây giờ Alex hướng dẫn mọi người làm cái ombre, cái marble hai màu này. Nó hơi khó làm xí nha. Alex sẽ lấy hai màu này này. Các bạn nhìn nha, cái thao tác lấy này. Có nghĩa là sau 3, 5, 7. Có nghĩa các bạn phải lấy sau, Alex sẽ làm một cái mẫu cho coi nha. Ôi, khát nước. Alex sẽ test để cho các bạn coi này. 3, 5, 7 này. Có nghĩa là sau màu đầu mình lấy 7, màu sau mình lấy 5, mà màu sau nữa lấy 3. 1, 3, 4, 5. Còn thấy này, này tự động nó ra marble. Còn thấy không? Đó, nhẹ nhẹ cho lệt. Còn thấy không? Đó, nhớ cho lệt là đừng có vuốt xuống nha. Các bạn đừng có vuốt xuống. Ví dụ chỗ này các bạn muốn thêm màu ray nữa thì bỏ ở đây cho lệt. Đó, màu ray bỏ vô. Còn thấy không? Tự động nó ra marble. Các bạn nhớ là không cho lệt đó là không được vuốt xuống. Để trong khi đâu chứ là lỏng. Nếu các bạn vuốt xuống, các bạn nhìn nha, lại vuốt xuống này là hư hết, các bạn thấy không? Nó bị hư hết. Đó, nhớ cho lệt. Đó, bây giờ lệt làm nha. Đúng rồi, thì đúng rồi, mình làm gì mình cũng phải đầu tư supply hết á. Tại vì lệt nói cái gì cũng vậy, phải có đồ nghề, có supply thì các bạn sẽ làm được thôi. Đôi khi các bạn thấy người ta làm khó nhưng thật sự nó cũng không có khó. Nên các bạn cứ đầu tư vào. Đó, tại vì sao những cái đồ nghề của mình là mình làm cho cả đời đúng không? Đó, thì lệt sẽ hướng dẫn mọi người làm cái này này, nhìn nha. Thì trước khi làm cái này á, Alex sẽ soạn ra, Alex sẽ cắt một cái foil. Đó.
hoặc là sẽ có những cái băng keo này thì các bạn muốn mua thì hình như là cũng nhớ là khi nào lên băng keo mình mua đâu mình quên rồi. Này anh là sẽ cắt từng cái miếng nhỏ nhỏ này này, các bạn sẽ cắt trước khi các bạn làm nha. Nãy giờ chưa ăn cơm nên anh lại cũng hơi hơi run tay. Run tay thì không phải là anh lại sợ run mà là đói run thôi. Anh lại làm live quen rồi, tập nó cũng quen rồi nên anh lại cũng không có run. Đó thấy không, đó nó ra này, đó là cắt hai cái thôi đó, các bạn thấy không đó. Trước khi cắt các bạn phải soạn cái hình nó thử, rồi anh lại sướng những mọi người làm cái marble nha. Cứ ví dụ nha, là hướng dẫn những người cái mẹo này, lấy màu đậm trước, màu lạt trước này, màu lạt sau, đậm lạt đậm, các bạn thấy không, bỏ lên múc nó qua đó, từ từ tra lệch nha, từ từ tra lệch đó, lấy một xíu màu ray bỏ vô, nhớ tra lệch nó phải ở chế độ lỏng nha thì nó sẽ ra được cái màu bộ đẹp nha các bạn đó. Còn thấy không, để cho nó chảy tự nhiên, nhớ cho là không được vuốt nha. Các bạn mà vuốt cái là thôi nha, lại cũng muốn khóc luôn á. Mà nữa là sẽ lấy một xí gì, sẽ bỏ một xí go lại bỏ lên để làm gì cho nó nổi lên. Đó. Ai lại sẽ bỏ một xí màu đậm ở dưới bên này để làm gì? Để cho cái tông màu của design nó sẽ hiện lên. Đó, còn thấy không? Nó rất là tự nhiên. Đó. Rồi ai lại sẽ bỏ một xí cái gì lên, ai lại sẽ bỏ một xí ấu. Ai lại sẽ bỏ một xí keo lên, bỏ cái thằng này lên này. Nhờ run tay, đói run tay rồi. Đó, còn thấy không, nó rất là đẹp đúng không? Đó. Nó lại sẽ cắt một xí ở đây để làm gì? Nó hơi nhiều quá. Đó, có nghĩa là design là mình phải nhìn nó được. Ở cái nào nhiều, cái nào ít, mình cũng nên bỏ nhiều quá mà cũng nên ít quá. Đó, bỏ lên đây vô cho lại. Đó, còn thấy không? Đó. Chỉnh ở đây bên này này. Đó, chặt ra là sẽ bỏ cái foil bên này. Anh là sẽ bỏ cái foil mỏng bên này. Tại làm những cái này đòi hỏi không phải là lâu mà đòi hỏi là cái sự tỉ mỉ, và thứ hai nữa, anh là làm nhanh cũng được, nhưng mà khi anh là làm live á, anh là làm chậm cho mọi người để là chia sẻ cho những cái thắc mắc, có nghĩa tại sao nó ra được như vậy. Đó, xong các bạn làm như vậy cho lại. Các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ bỏ clear lên. Mà cái ngón này anh là sướng cho mọi người làm cái marble nhưng mà bỏ hột xoàn nha. Anh là sẽ làm nhanh nha. Ví dụ như đó là cách thứ nhất, còn cách thứ hai các bạn có thể làm cách này này. Anh là sẽ chia sẻ các bạn làm cách marble kiểu này. Các bạn sẽ lấy ít lại này. Đó. Bỏ lên cho lệch này. Lấy cái cuticle trước để làm gì? Để cho mỏng này. Vạch dài nó ra. Các bạn thấy không? Lấy cuticle trước này đúng không? Nhớ nha, chú ý móng xuống này. Rồi giờ các bạn mới bỏ hai màu quanh quầy này. Làm nhanh nha lệch nha, làm ở chế độ nhanh này. Còn thấy không, tự động nó ra thấy không. Đó, thì anh lại sẽ lấy những hàng đá của thằng này, của cái hàng này rất là đẹp. Nó thay vì anh lại bỏ ở ngoài á, thì có nhiều người khách á, người ta thích ở trong, mà có nhiều người khách á, người ta thích ở ngoài á. Tại vì khách hàng là thượng đế, không? Khách càng khó thì mình mới càng giỏi được á. Cứ nhớ cho anh lệch, khách càng khó mình mới càng giỏi. Đó, rồi cái ngón này anh lại sẽ bỏ một cái go lên này, cũng bỏ lên như vậy, cũng lạt thôi. Nhưng mà là sẽ họa tiết cái gì ha, là sẽ họa tiết cái thằng lên. Đó, cho nó nổi cái design ở đây lên, các bạn thấy không? Đó. Các bạn nhớ cho lệch nha, khi mình làm một cái bộ nail có nghĩa là gì? Mình phải nhìn nó được cái nào nó phù hợp, cái nào nó không phù hợp. Đó. Nếu mà bây giờ cái mẫu nó đang vậy mà lại sẽ bỏ cái màu khác lên đó thì nó nhìn nó hơi cải lương, đúng không? Đó. Ta lại đợi cho nó khô xí, và bây giờ lại sẽ hướng dẫn mọi người làm cái này này. Làm ở chế độ nhanh nha. Okay, bây giờ lại sẽ làm ở chế độ nhanh này, marble luôn. Các bạn nhớ nha, bỏ vô 1, 2, 3. Đó, các bạn phải làm tự nhiên cho Alex marble, các bạn không cần phải làm chuẩn. Không cần phải làm chuẩn. Đó, các bạn thấy không, tự động cho nó lan ra. Đó, vậy bây giờ Alex sẽ bỏ cái đá lên, gỗ, extend out and actuate a little bit and I put bit sparkle little right here and stand up right here and get a little bit sparkle. Các bạn thấy không? Alex đi cái tông rất là nhanh. Đó, nhanh rất là nhanh. Đó, bỏ vô. Đó, các bạn thấy không? Rồi, Alex sẽ bỏ cái thằng lên. Đó.
nó bỏ lên. Bạn thấy không? Ép thằng này vô cho liền. Các bạn vui lòng bấm nút share cho Nail Shop nha. Thank you. Okay, các bạn thấy xong rồi đúng không? À, lại sẽ hướng dẫn mọi người cách like, apply cái đây này. Cái thằng này hơi đây nhìn nó sẽ bị đơ này, đúng không? Nó bị đơ tại sao? Tại vì cái marble mà nằm ở đó thì nhìn nó hơi kỳ. Đó, thẩm mỹ ở chỗ đó. Mình sẽ làm ra làm xí, các bạn thấy không? Nó khác liền. Đó. Có nghĩa là gì? Nghệ thuật là mình che lấp nghệ thuật. Có nghĩa là cái chỗ nào mình nhìn thấy không được là mình phải che lấp nó liền. Có nghĩa là mình phải làm sao cho nó phù hợp. Và thứ hai là lại sẽ làm hướng dẫn mọi người cách tạo độ cong này. Làm bộ này lấy bao nhiêu hả? Làm bộ này nếu mà lấy, nói chung á, cái nghệ thuật, cái nghề này á, thì không có thể nói lên được giá cả. À, tùy mỗi vùng. À, còn nếu mà chỗ la lệch bộ lấy bộ này cũng là 100 mấy nha, 100 mấy đồng. À, lệch làm bộ này nếu mà làm lệch làm nhanh á, trong vòng cỡ 1 tiếng là xong. À, 1 tiếng. Thời gian lệch làm like á, lệch phải nói, lệch phải nói nên nó hơi lâu. Đó, nhưng mà lệch làm tập trung vào thì lệch làm rất là nhanh. Nói chung thì các bạn mới vô nghề nhớ ra là đó, làm nhanh hay nhanh không quan trọng. Quan trọng là các bạn phải làm cho nó đẹp trước, rồi sau đó các bạn đã hiểu được những cái cơ bản, những cái đường đi rồi các bạn sẽ làm rất là nhanh. Còn thấy không? Đó, lại bỏ vô này, đè nhẹ ra lệch nha. Đừng đè nhanh nhiều quá. Đó, lại xe bút này, 1 này, 2 này, 3, các bạn thấy không? Bút bên này cái, bên kia cái nữa là xong, các bạn thấy không? Thì tự động nó sẽ tạo độ cong hai bên. Đó, các bạn không cần phải làm nhiều, các bạn nhớ ra lệch nha. Always keep the shape straight even, có nghĩa là các bạn khi nào double hay làm design thì cũng phải giữ cái shape cho lệch. Và cái thằng này cũng vậy này. Tại bây giờ các bạn không thấy được, nhưng mà hồi á Alex sẽ bỏ cái gì lên, các bạn biết không? Alex sẽ bỏ cái treo lên á, thì các bạn sẽ thấy được cái độ stand out của cái design nó như thế nào nhá. Alex sẽ bút ra này. Đó. Các bạn thấy không? Từ từ đi xuống này, các bạn thấy không? Độ cao này, đi xuống này. Đó. À. Thấy không? Các bạn phải làm sao cho nó gọn nha. Đó. Xong. Đó, cái thứ nhất, cái thứ hai các bạn cắt kiểu vậy, các bạn cắt kiểu vậy, các bạn fan như thế là xong. Đó, nhớ cho lẹt. Đó, xong một cái bộ nail. Rồi bây giờ là sẽ hướng dẫn mọi người làm unicorn nha, các bạn thấy không? Phải cho nó trùng. Anh ơi, bí quyết làm thế nào để bị không hở? Ok, bột không hở nhớ cho lẹt, trước nhất là gì? Dũa nhám cho kỹ. Thứ hai là gì? Thứ hai là khi gắp bột ra nhớ phải đủ liquid. Thứ ba là các bạn đừng để cho bột nước ra ngoài da nhiều quá. Thứ bốn là khi các bạn làm xong á, nhớ phải link cái cuticle cho nó kỹ. Và thứ năm nữa, khi các bạn đắp bột các bạn phải ép sao cho nó chắc. Tại sao lại nói như vậy? Khi các bạn làm nhà, các bạn thấy không, người ta đổ xi măng nền, người ta phải tháp để làm gì cho nó chắc, nó xuống, nó sập xuống những cái vần móng. Thì bột nó cũng vậy. Tại sao? Tại vì bột màu á, mình không thể thấy được, nhưng bột clear mình sẽ thấy được. Bây giờ bột màu rất là quan trọng. Đó, thì các bạn phải cố gắng làm sao cho nó khi các bạn thắp bột đó cho nó đều, nó gọn thì tự động nó sẽ sập cô và nó đều hơn nữa. Còn có question nào không? Nhanh chậm cũng vậy, đúng rồi. Đúng rồi, tại vì á, nói chung cái nghề này như vậy á. Nếu mà nói bộ nail mà nếu mà một bộ nail Alex làm 15 20 phút xong á, Alex có thể làm được. Có thể làm được. Nhưng mà mình nhìn lại, nếu mà mình nhìn lại cái nghệ thuật của mình á, thì mình thấy nó hơi bị sai, đúng không? Nhưng mà đôi khi mình cũng phải mình tìm cách nào đó. Giống Alex nói á, lúc đầu mình làm á, chưa nhanh á, thì mình cố gắng mình làm cho đẹp. Sau khi mình làm nhanh rồi á, thì mình tìm cái cách nào làm cho nó nhanh mà nó gọn mà nó không có bị mất thời gian của mình. Đó. Ok, bây giờ này Alex hướng dẫn mọi người cách chữa xếp nha. Oh, I forget the one right here. Sorry. Alex quên cái móng chỗ nó. Yeah, any liquid. Yeah, any liquid, đúng rồi. Alex sẽ bỏ lại còn nhìn nha. Sẽ bỏ vô nè. Link ra lệch này. Các bạn thấy không? Nhớ ra lệch cái cỏ đừng có ra ngoài nhiều. Các bạn thấy ở đây đắp không? Cỏ nó quay nằm ở trong hết, nó không có ra ngoài. Các bạn nào mà nãy giờ hỏi Alex những cái question đó, các bạn có thể share cái video của ra, rồi kêu các bạn rảnh đó, các bạn có thể vào Facebook của bạn có coi là những cái video đó thì nó rất là nhanh đó. Còn không nữa, ví dụ như những cái cơ bản đắp bột mà chưa biết, có thể qua Facebook của Alex, lại có nhiều cái video cơ bản đó, các bạn có thể vào đó rồi các bạn coi nha. Học mỗi nơi mỗi cái, tại vì có nhiều người ta làm cũng rất là đẹp, không phải bản thân ở là Alex không, mà có nhiều người ta làm cũng rất là đẹp nữa, bởi mình học ai mình cũng học hết đó.
là mỗi người có một cái hay riêng. Đó, bây giờ là sướng nhận mọi người cách chữa sếp này. Này. Còn thấy là chữa rất là nhanh nha. 1 2, còn giữ tay bên Alex này, bên ra này. Đó, 1 2 3. Còn thấy không? Móc từ dưới đi lên cho Alex. Liquid hiệu gì hả? Liquid hiệu Cindy nha, hay là hiệu các bạn có thể inbox cho nail shop, người ta sẽ giúp cho các bạn cái liquid tên gì. Alex thì Alex xài Cindy hoặc của cái gì, cái thằng như nó lại quên này, cái tên nó dài lắm. Đây là giũa tay kia trước nha, cái tay kia nó xong lâu rồi. Thank you Gia Trương nha. Đó, nói chung là bạn nào mà làm cái nghề lâu rồi các bạn cũng sẽ hiểu cái nghề này nó như thế nào. Đó, nhanh hay chậm nó cũng vậy thôi. Đó. Tại các bạn nghĩ đi, các bạn build một cái nail lên đó, đôi khi các bạn đắp đó, các bạn cho qua được đúng không? Nhưng mà các bạn cứ nghĩ cái cảnh mà khách nó tới sửa một ngón tay đó, các bạn mất thời gian của các bạn lắm. À, là thật sự là vậy, mất thời gian của mình lắm. Tại sao mình không để 1-2 phút đó mình làm cho nó đẹp hơn, mà mình không cần phải sửa, mà thứ hai nữa khách nó giới thiệu cho tiệm mình đúng không? Đó. Người ta hay nói câu là anh ít no lâu anh vừa xin bụng á. Cái câu này nó cũng hơi tế nhị, nhưng mà là thấy mình làm cái gì mình làm thấy nó đúng lương tâm mình là được rồi. Đó. Ừ, thấy không? Đó, vụ này là xong. Bộ này unicorn nail đúng rồi, Alex sẽ giải unicorn đây nha. Alex sẽ làm một cái unicorn và Alex sẽ hướng dẫn cho mọi người cách mà để làm cho nó last longer. Cái unicorn rất là đẹp nha. Nó bằng cái hiệu này này. Các bạn thấy không? Alex mix cái bộ nail ra từ nó trùng với cái hộp cái thằng này. Để tập Alex sẽ hướng dẫn cho mọi người làm nha. Alex làm cũng nhìn xong rồi. Bây giờ chắc cũng khuya rồi. Can I see that one? Đó. Cũng thấy Alex làm vũ nhanh không? Đó, vũ ba cái bên kia, ba cái bên này là xong. Leader này Alex không có mít nha. Leader này nó có nhiều loại lắm. Các bạn cứ vào nail shop thì các bạn tìm. Nó có nhiều loại lắm. Nhiều màu lắm. Alex không có mít. Alex chỉ ok, Alex cũng luôn tiện, Alex cũng nhắc nhở, cũng chia sẻ cho mọi người mà cứ không biết leader có nghĩa là sao. Cái leader bự các bạn không được mít nha, mà cái leader nhỏ các bạn mới mít nha. Nãy là sử dụng cái đầu dũa nhỏ này này, nếu mà các bạn nào sợ cắt da các bạn dùng đầu dũa nhỏ này. Alex chỉ chạy sơ đây nữa là xong. Tại sao lại chạy sơ vậy? Tại vì khi Alex đắp bột đó, Alex đã cố tình đắp cho nó mỏng rồi, cho Alex không cần dũa nhiều nữa. Đó là những cái guốc của Alex khi Alex làm. Alex ít khi mà sử dụng tay khách hay là khi ít khi chảy máu, các bạn phải làm sao cho nó nhuyễn như vậy. Đó. Khi mà link cái này nó sẽ bung mấy da chết ra hết này, các bạn thấy không? Nó sẽ bung ra hết. Cái thằng này cũng vậy luôn. Mua ở đâu hả? Hình như ở trong nail shop á, có bán leader đấy, cái vô trong coi thử nha. Hỏi gọi cho cái số vô thử. Hay là nếu mà trong nail shop có bán thì các bạn lên eBay, Amazon gì đó, hay là ra ngoài quá mạc Target. Nó cũng bán nhưng mà nó không giống nha. Bạn thấy không? Đó, nó chạy ra hết nè, thấy không? Nó bung ra hết rồi, thấy không? Đó, thì bây giờ là sẽ chạy sơ lại nữa là xong. Alex sẽ dùng đồ dũa này nè, không cách da nữa, Alex sẽ chạy lên coi. Alex sẽ chạy này cho nó láng lại xí nè. Mà các bạn mới vô nghề nhớ Alex đừng có mang bao tay nha. Thấy Alex mang bao tay cũng đừng có mang nha. Tại sao Alex nói đừng có mang bao tay? Tại vì các bạn làm chưa có quen, các bạn mang bao tay nó cắt chảy máu á. Tại vì giống như Alex mang bao tay thì Alex làm lâu, Alex làm cũng nhiều rồi, lâu rồi nên khi Alex dũa, Alex đã biết cái chỗ nào Alex lên dũa và chỗ nào Alex không dũa nên Alex đã quen tay rồi. Đó. Còn thấy không? Mua đồ dũa này hả? Mua đồ dũa này thì cứ liên lạc cho anh Jimmy á, anh cũng có bán đồ dũa này. Jimmy Trương. Hay là vô coi trong nail shop có bán đồ dũa này không nữa.
nó cũng có cái đầu dũa nhưng mà bằng sắt. Nhớ coi thử nha. Nói chung là Alex biết chỗ nào để giới thiệu mọi người, còn các bạn muốn mua ở đâu cũng được hết. Alex thì Alex không có ép mọi người phải mua chỗ này chỗ kia. Cái ngành nghề này mình chia sẻ nhau mà mình giúp cho nhau. Dũa cho Alex này, các bạn làm như con biết không? Cho nó chuẩn, nó sắc. Đó, đây là cái mánh khóe. Còn phải làm cho nó sắc ở đây. Dậy đây để ăn cái. Các bạn thấy không, cái đồ dũa này cũng có hai cái là dũa dưới luôn. Tại sao vô đục cho đây nó không chảy máu. Đó. Đôi khi các bạn thấy không, Alex nói đôi khi một cái đồ dùng ở trên cái bàn của mình nhưng mà mình không biết được cái tác dụng của nó. Đôi khi nó chỉ nằm kế bên thôi. Đó, mà các bạn rảnh là các bạn mò nó cái tự động nó ra. Đó. Đúng không? Đó. Các bạn làm vậy thì nó không mắc cái da. Chắc bạn vô giờ đó tất giờ người ta ngủ rồi, hay là bạn có gọi vô cái đường dây nóng á, đường dây nóng á. Đó là sẽ chạy sơ sơ lại thôi nha. Các bạn cũng thông cảm, tại vì các bạn biết không, thật sự rất là nhiều người cũng, mà các bạn nào, ví dụ các bạn nào đang coi like, các bạn cũng biết đó, các bạn cũng nên chia sẻ cho mọi người kia. Tại sao mấy ông mình hát nhau? Ồ đúng rồi, bạn kia mua cái đồ dũa chỗ này chỗ kia, mình hát với nhau. Tại vì một mình Alex hay là Netshop hay là ai vậy, người ta không có thể trả lời hết tất cả được. Tại vì sao? Tại vì nó rất là nhiều cái tin nhắn và rất là nhiều, đôi khi nó nhiều lắm. Hoặc các bạn vô những cái tấm hình á, vô những cái tấm hình mà nó đã có sẵn, các bạn comment vô đó thì nó nhảy lên. Đó. Alex thì không có bên này hết, nhưng mà mình giúp đỡ nhau, đại khái là như vậy. Còn thấy không, Alex làm lại làm gì, Alex làm lại một lần nữa để làm gì? Alex làm cho mấy cái shape nó chuẩn hết, rồi trước khi Alex bỏ treo lên. Rồi xong, Alex sẽ bỏ hai ngón này, Alex biết sẽ có ngón dài, thấy không? Đó, trong quá trình nó Alex làm, Alex phát hiện được, Alex phải sửa liền. Đó, chỉ một phút mà thôi, tại sao mình không sửa? Đó, vậy là xong. Buffer, giờ làm cái kia như nha. Thank you. Thép màu mua ở đâu vậy? Tháp màu hả? Màu mua trong nó luôn nha. Alex mua top coat hiệu gì? Top coat hả? Top coat thì Alex xài nhiều hiệu lắm. Cái hiệu của Junro là cái hiệu của bên Alex, nó nhiều hiệu lắm. Ok, bây giờ Alex sẽ bỏ treo cho mọi người xem nha. Nó lại phát hiện ra cái thằng này hơi mập một xíu nữa, thấy không? Đó, tại vì Alex làm rất là picky, Alex muốn cho nó sắc sảo. Rồi xong, Alex sẽ design cho các bạn coi nha. Ready, so right now I show you guys how to do the unicorn nail. And before I do that, I have trời ơi.
Ok, hồi nãy cái điện thoại của ông anh trai này hết pin nha. Sorry mọi người. Thì Alex luôn tiện Alex cũng làm luôn cho xong cái like luôn. Rồi các bạn muốn thấy được chính xác nữa thì ngày mai Alex sẽ chụp cái những tấm hình của cái nail này gửi lên trong Facebook đó. Các bạn sẽ thấy nó chuẩn hơn và nó kỹ hơn nữa. Ôi đèn nó lệch rồi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Không ai hiểu nỗi lòng của người xa xứ, khuya rồi mà vẫn còn làm lại. Của bằng keo màu thiếu chiếu chiếu anh mua ở đâu vậy vậy chiếu chiếu hả? Bằng keo phải chiếu 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 nữa mới chịu mua ở gần nhà lịch mua ở supply nha ở gì ở ngoài bom vô đèn. Bây giờ là sẽ hướng dẫn mọi người làm cái unicorn nha. Các bạn nhìn nha. Là sẽ mở cái thằng này ra này. Okay, bây giờ đã là xuống nhận mọi người làm này, con nhìn ở đây này. Bạn lấy treo này, các bạn build từ bên này qua cho Alex này. Bạn phải build cho nó dày lên nha Alex nha. Tại cái liquid treo Alex sẽ bỏ ở ngoài này, tại vì biết sao không? Tại vì Alex sẽ nó đổ nó vào đây nó hư cái lông qua này. Còn phải nhớ làm cho nó xéo xéo một xí nha. Mình nhớ phải build cho nó dày lên xí ra lệch này. Build dày lên. Đó. Mình thấy không? Đi xuống như ra lệch, đi xuống luôn. À, rồi bỏ cho đèn cho mình. Cái đó là loại gì anh? Cái này gọi là liquid gel á. Liquid gel nha, của bên nail shop bán luôn. Không thấy không? Họ sẽ build ra. Cái liquid gel này các bạn có thể dùng nó là liquid gel nha các bạn, nó không phải là gum, nó không phải là glue nha. Nó không phải là đồ để đính đá nha. Mình nhớ nó khác nhau nha. Thay vì các bạn làm cái kia thì nó hơi lâu đúng không? Back the light for me please. Đó, sau này các bạn sẽ dùng cái cọ chùi đi, các bạn nhớ là chùi dùng cọ râu nha. Okay, put back the light for me please. Bỏ cho đèn. Alex sẽ bỏ cái dầu mấy ngón kia, Alex sẽ làm mấy cái kia cho các bạn coi thử nha. Đây Alex xí đi. Bỏ cho đèn lại.
Các bạn nhớ là bỏ vô đèn bao lâu các bạn biết không? Các bạn bỏ cái đèn vô, cái đèn hơi cho Alex là trong vòng cỡ 2 phút nha. Cho cái liquid gel nó khô nha. Đó. Các bạn nhớ cho Alex đó, đôi khi cái sản phẩm là một chuyện nhưng mà các bạn phải làm cho đúng thời gian là một chuyện đó nha. Trời ơi. Ông đụng đèn hả? Có mở đèn không? Sao nó bị đụng đèn rồi. Phải làm lại rồi. Bị đụng đèn thôi, trời ơi. Anh lại sẽ làm lại một lần đấy nha. Bị đụng đèn rồi. Đói quá run rồi. Các bạn vui lòng bắn thêm cho anh ấy đi. Bắn thêm cho cô khách cô đang coi like của mình á. Có buồn ngủ rồi, có đụng vô cái đèn á. Ai dè dài. Bắn chim mà nó thấy không? Bắn chim mà nó cười. You smile. Yeah, they put the heart for you, okay? The life for you. Tại giờ này cũng là giờ cao điểm rồi. Đó, Alex sẽ bỏ bill ra cho vậy nha, cho các bạn nha. Là sẽ bên cái thằng giữa này. Sẽ play for bang the life for me please. Đó, xong rồi các bạn nhìn Alex làm nha. Đây này, cái unicorn nó ra đúng không? Bây giờ Alex sẽ làm cái kia cho các bạn coi thử nha. Cái này rất nhanh và rất gọn và rất là lạ và rất dễ lấy tiền mà không có màu mà cũng có thời gian nhiều cho mình. Alex sẽ bỏ lại cái thằng này, Alex sẽ bỏ cái treo lên này, cái top coat lên này. Các bạn view cho nó mỏng thôi nha. Không thấy không? Mỏng thôi. Xong các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ lấy một xí cái cọ này, các bạn chùi tờ giấy này. Không có treo đúng không? Các bạn rạch những cái đường rãnh nha. Đừng cho treo chảy xuống những đường rãnh. Rồi các bạn thấy không? Bỏ vô đèn giùm mình. Khách hàng là thượng đế, khách hàng là thượng đế. Nó kêu A mình cũng kêu A, nó kêu B mình cũng kêu B. Rồi xong anh lại sẽ lấy cái cọ này, anh lại sẽ chùi cho sạch này, anh lại sẽ vân những cái đường rãnh này để làm gì? Để chập nữa mình quẹt cái lớp form này nó không bị. Rồi bỏ vô đèn nha lại. Xong rồi mình sẽ gì? Mình sẽ thực hiện điều ước giản đơn. Điều ước giản đơn á, còn biết bài điều ước giản đơn không? Những lúc em buồn em đến bên cạnh nó. Nó lại sẽ lấy cái màu này cái gì nè. Còn nhìn nó là trà nhá. Với nhau ơi. Còn thấy không? Rất là đẹp. Các bạn thấy không? Nó giống màu này, nó đi với màu này. Đó, họa tiết hai màu với nhau nha. Còn trà cho là trà khi nào mà nó thấy nó thấy khách mà nó cười híp mắt híp mũi mà nó không mở mắt nữa là được rồi. Mà khách mà nó chưa cười híp mắt híp mũi là cứ chà cho lẹt. Đó, các bạn thấy không? Đó, nó la thấy không? Đó, thằng kia. Híp mắt híp mũi. Đó, chà lên cho lẹt. Đó, cái này unicorn có nghĩa là đầu sừng của con ngựa, ngựa dành đó. Người nãy kít. Ngủ luôn rồi. Đó, con thấy không? Đó, xong. Back the light for me, please. No, I don't have the key. Huh? I don't. Huh? I don't have the key. Xong rồi các bạn thấy không? Đó, you know nha, you know là hiểu này này. Xong rồi các bạn sẽ làm gì? Các bạn nhớ cho lẹt đó. Khi xong các bạn phải lấy cái đầu sạch này này. Các bạn phải link cho sạch lại đã. Các bạn mới bỏ treo top coat lên nha. Còn các bạn bỏ lên là thôi rồi, lụm mơ lại là không còn gì để nói nữa. Là tại sao nó sẽ dính tùm lum hết. Đó. Rồi cho lại thấy cái thằng kia coi. Đó, xong rồi anh sẽ bỏ treo lên để làm gì cho nó last longer. Can I see that one? Treo lên này các bạn thấy không? Đó, giờ là các bạn thực hiện điều ước giản đơn, có nghĩa là sao các bạn cứ quét thoải mái. Nhớ là phải cover hết nha. Đó, thằng bên kia cũng vậy. Làm đẹp mà khách ngủ luôn á.
Không, mà thật sự đôi khi Alex đưa tay mẫu cho những người học sinh Alex làm vậy, cái cảm giác mà mình thấy mình rất là relax. Bởi tại sao khách hàng khi mà nó tới tiệm mình á, hay là các bạn để ý đi, hay là những người nào làm manicure cho các bạn, các bạn thấy cái cảm giác rất là thoải mái, hay là làm chân cho mình á, là mình thấy rất là thoải mái, thì khách hàng nó cũng vậy đó. Đấy, các bạn thấy không? Đó, xong rồi thấy không? Nhẹ chướng không? Nghe nhau đi. Đó, xong chùi đó, gì các bạn phải chùi vậy để gì cho nó sạch. Đó, xong các bạn phải chụp hình. Chụp sao? À, lại sẽ chỉ cho các bạn cách chụp hình luôn. Đó, như là VIP đó. Bỏ cái xuống nha lệch này. Đó, bỏ hai tay vô này, thấy không? Đó, vậy ra lệch. You relax, relax, yeah, relax, yeah. Đó, vậy là xong rồi, thấy không? Đó, xong là bộ nail. Ok, là chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nha. Và các bạn cố gắng làm đó, cố gắng làm cho Alex đó. Còn các bạn nằm ở Houston, Dallas gì đó, các bạn có thể đăng ký lớp ở tháng 11 ngày ngày mấy quên hoài vậy ta. Đó, tháng 11 đó, trong 28 tháng 11. Đó, Alex sẽ chỉ quận này. Đó, con thấy không? Đó, vậy là xong rồi đó. Xin cho tí bí quyết. Dễ thương nha Alex. Đến kia mọi người nha, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Và là sẽ chỉ mọi người chụp hình ngang này. Ngang này, con thấy không? Đó, các bạn phải làm sao cho cái shape nó chuẩn như vậy thì bộ nail nó sẽ đẹp. Ok, bye bye you guys. Thank you watching my video. Hope you have a good night. And don't working too much. Thank you, bye bye. Anh thả hòm này, quý tính.